chúng ta muốn môi trường sống của chúng ta thay đổi thì bản thân chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình trước. Chúng ta phải thay đổi năng lượng của chúng ta trước thì chúng ta sẽ thấy môi trường sống của chúng ta nó sẽ chuyển hóa theo năng lượng của chúng ta. Ở nhà tù á, bối cảnh nó y chang nhau, đối tượng y chang nhau, nhưng nhận thức khác nhau sẽ tiếp cận vấn đề đó khác nhau. Đã vào tù rồi thì về bản chất ai cũng là người mất tự do cả. Nhưng mà những người hiểu biết khác nhau, họ sẽ chọn những cái hành vi, những cách thể hiện, những sự phát triển khác nhau trong nhà tù. Một cái nhân vật nổi tiếng thế giới đó chính là Nelson Mandela, tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi đó. Ông ấy đã trải qua 27 năm ở trong nhà tù. Bạn tưởng tượng nếu chúng ta nói là 90 năm cuộc đời thì 1/3 cuộc đời của ổng là đã ở trong nhà tù. Thì khi ổng ra khỏi nhà tù, ổng đã đi hết gần cuối cái cuộc đời, nhưng mà 27 năm đó không ai có thể làm cho năng lượng của Nelson Mandela thấp xuống, mà cái bối cảnh đó lại là một cái tình huống nung nấu những cái khát khao để phá bỏ sự phân biệt chủng tộc rất là mạnh mẽ ở Nam Phi. Một thứ mà bạn nuôi nấng trong 27 năm với khát khao mãnh liệt như vậy thì khi ra khỏi nhà tù bạn đã có sẵn một nguồn lửa hừng hực bên trong mình, cứ thế bạn tiến lên thôi. Nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi tất cả. Nó sẽ diễn ra theo hai chiều hướng: chậm chạp hoặc đột ngột. Khi đột ngột đó chính là những cái biến cố trong cuộc đời của chúng ta đó. Những biến cố xuất hiện không phải để cho chúng ta tan biến hoặc là chết đi, mà những cái biến cố đó chính là những cơ hội để cho chúng ta thay đổi nhận thức của mình. Ở đây cái ý là thay đổi theo chiều tích cực á, là chúng ta phải hướng thượng á, chúng ta thay đổi hướng hạ thì không ổn. Nếu như mà chúng ta không nhận thức được những cái trường hợp đột ngột đó là những cơ hội thay đổi nhận thức thì chúng ta chỉ tiếp tục đi xuống mà thôi. Khi chúng ta nói thay đổi chậm chậm á, là giống y chang như quá trình chúng ta đi học ở trong trường vậy đó, học mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, đến một cái lúc mà tích đủ về số nó sẽ thay đổi về chất, và đó là hành trình. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa. Chúng ta chọn cách thay đổi chậm chạp là đi từng bước nhỏ, hoặc là chúng ta chọn một cái thay đổi đột ngột. Nếu chúng ta chọn thay đổi một cách đột ngột có ý thức á, trong phái thiền tông họ là tạo ra một tình huống nan giải, chúng ta phải giải quyết ngay tức thì. Và chính cái tình huống nan giải đó nó sẽ chuyển hóa nhận thức của chúng ta, và ý thức làm điều đó. Cái tình huống nan giải của chúng ta chính là ước mơ của mình đó. Nó là một vấn đề chúng ta cần giải quyết và chúng ta khát khao cái đáp án đó thì nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi. Chính vì vậy mục đích của mục tiêu không phải là đạt được. Mục đích của mục tiêu là khơi gợi các tiềm năng bên trong chúng ta trỗi dậy, chúng ta thay đổi nhận thức và kết quả sẽ tương đồng với cái nhận thức chúng ta thay đổi.